Đấy, bên trong này nóng hổi này, vẫn còn rất là nóng nhá. Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một món tủ của mình nữa mà mình cũng rất là hay ăn ở nhà các bạn nhá. Cá nướng là một trong những món ăn hấp dẫn, đầy dinh dưỡng, được rất nhiều người yêu thích. Cái món này, điều đặc biệt của nó là cái nguyên vật liệu rất là dễ mua, mà các bạn có thể mua lúc nào cũng có ở ngoài chợ. Nếu mà nói về cá thì có rất nhiều loại cá các bạn có thể nướng được. Cái loại cá mà mình chọn để hướng dẫn cho các bạn ấy, đấy chính là cá rô. Cá rô này thì gần như các bạn mua ở chợ lúc nào cũng có luôn. Con cá này mình mua là 2 cân, có giá là 100.000 các bạn nhé. 100.000 hơi mắc đúng không ạ? Bởi vì là khi mà mình mua về người ta đã moi hết ruột cho mình rồi, về mình chỉ được rửa thôi là xong. Còn những cái nguyên vật liệu khác mà chúng ta cần phải chuẩn bị cho mình nhá, đấy chính là riềng này, gừng này, hành khô, tỏi và một số loại rau như là thì là này, hành này, sả này và ớt. Đây là những cái nguyên vật liệu để chúng ta xử lý con cá nướng này. Ngoài ra thì một số những cái nguyên vật liệu để chúng ta làm nước chấm nữa, thì tí nữa đến cái lúc làm nước chấm thì mình sẽ nói cho các bạn biết sau. Chúng ta rửa bằng rượu trắng và gừng thì nó sẽ khử cái mùi tanh của con cá đi. Và có một điều đặc biệt các bạn lưu ý khi mà rửa ấy, ở phía trong con cá này bao giờ nó cũng có cái màu đen ở phía trong con cá, thì chúng ta cố gắng làm sao chúng ta cọ sạch cái màu đen đấy đi, bởi vì cái màu đen đấy nó làm cho con cá của chúng ta nó bị tanh. Cái công đoạn đầu tiên là chúng ta sẽ khứa con cá các bạn nhé, bởi vì tí nữa chúng ta sẽ có cái công đoạn là chúng ta trà những cái hương liệu gia giảm vào con cá này. Tùy thuộc vào độ dày mỏng của con cá thì chúng ta có thể là khứa thưa hay là khứa dày hơn. Thì con cá này của mình mua nó to thì mình cứa nó dày. Đây mình cho riềng với gừng vào đây mình dã. Dã nhuyễn này tí nữa để chúng ta sử dụng, chúng ta làm cái gia giảm, chúng ta trà lên con cá. Đấy, chúng ta dã nhuyễn ra. Bây giờ nhuyễn nó đã được như thế này rồi. Đấy, nó nhuyễn như này rồi là xong. Mùi rất là thơm. Chúng ta chừa lại một ít các bạn nhé, tí nữa chúng ta làm nước chấm. Nửa thìa mì chính này, hạt nêm cho một thìa, hai thìa dầu hào, một thìa sa tế, hai thìa nước mắm, hạt tiêu cho tùy sở thích. Thơm lắm các bạn, hỗn hợp này rất là thơm. Nó vừa có mùi sa tế mà nó lại vừa có mùi riềng, mùi gừng. Thơm nức lên luôn. Mình cố gắng đảo càng đều càng tốt. Rồi, bây giờ mình sẽ cho cá vào. Để trà đều lên trên con cá.
mình biết, mà cả trong những cái chỗ khe mà mình cứa này, này để cho nó ngấm. Đây, những cái hành dài mình nổ hết vào đây. Các bạn lưu ý nhé, tí nữa khi mà ướp xong ý, những cái ở trong này mình sẽ phải vét hết nó ra để tránh trường hợp khi mà mình nướng nó cháy. Ok, như vậy như này là xong rồi, mình sẽ ướp trong vòng 2 tiếng các bạn nhé. Đó. Nước chấm thì tùy theo cái sở thích của các bạn có thể là chấm theo những cái loại nước chấm mà các bạn mong muốn. Còn đây là cái loại nước chấm thường ăn với cả cái loại cá này, thì theo mình như vậy thì nó sẽ ngon hơn. Đấy, như vậy là chúng ta đã xong bát nước chấm cá nướng rồi. Chỗ này là sân thượng nhà mình nhé. Cái này thì mình sẽ dùng than hoa. Thực ra thì mình cũng có một cái nồi nướng, nhưng mà cái nồi nướng đấy thì là nó sẽ không ngon. Còn nếu như mà chúng ta nướng bằng than hoa thì nó sẽ ngon hơn rất là nhiều và cá nó sẽ thơm. Món ăn này còn đặc biệt hơn khi được nướng bằng than hoa. Một phương pháp nướng truyền thống luôn tạo mùi thơm đặc biệt mà không một phương pháp nướng hiện đại nào có thể thay thế. Một lúc thì mình lại phải phết dầu lên đây để cho nó đỡ cháy. Cá rô nướng riềng xả là phương pháp chế biến không gây ngán. Món ăn có sức quyến rũ đặc biệt đối với hầu hết những ai chót lỡ một lần thưởng thức. Đây, cá mình đã nướng xong rồi các bạn này. Rất là thơm, mùi thơm nhá. Đấy, bên trong này nóng hổi này, vẫn còn rất là nóng nhá. Mình ăn thử nhá. Quá ngon luôn. Thịt dai, thơm ngon cực kỳ luôn các bạn ạ. Ăn rau sống này rất là ngon. Các bạn uống bia, uống rượu, các bạn nhậu cái này thì hết ý luôn. Cho các loại rau vào. Đây là cái miếng này ngon nhất này. Miếng này nó cháy này. Đấy. Ngon hết ý luôn. Thơm lắm. Mùi cháy cháy một chút. Cá rất ngọt và dai. Ăn ngon lắm các bạn ạ. Ngon hết ý. Ngon lắm các bạn ạ.